thoát ra rồi. Thật sự là tôi muốn chiếu phim 7 viên ngọc rồng. Và phải lồng tiếng mới được. Không cần phải ước, phải đến đây. Bên cạnh đó là sự trở lại của Klee với những nhân vật hoàn toàn mới, cùng những người bạn dễ thương trong thủ lĩnh thẻ bài. Bất ngờ nào sẽ được bật mí trong bí mật sân trường? Mèo máy Studio đến đây. Xin chào các bạn nhỏ. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của rất nhiều phiên bản mình trên đường băng hoàn toàn mới. Làm sao đây? Mình không thể tới trễ được. Chương trình mới hay lắm. Chị nghe thêm thôi.